Ngày thứ 791 của cuộc chiến. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng uh, phần tổng hợp thông tin chiến sự uh, trong vòng 24 giờ và thông tin cập nhật liên quan tới các đợt tấn công chiến thuật của hai bên chiều hôm nay, bắt đầu bằng từ phía Nga, bởi vì cơ bản thì chiều nay Ukraine cũng chỉ tấn công vào UAV và các khu vực dân sự của Nga, không có tổn thất đáng kể. Về phía Nga chiều nay thì họ có những đợt tấn công lớn vào Odessa, uh, nhiều tên lửa đã tấn công vào khu vực này. À, sau đó thì chính quyền Ukraine nói rằng là họ đã à, có những cái sự cố nào đó để mà nó dẫn tới những cái vụ nổ liên tiếp ở đây, dẫn tới 8, 9, 10 cái đoàn tàu à, bị phá hủy ở khu vực này. Đồng thời thì sau đòn tấn công tên lửa của Nga, hệ thống điện ở một vài khu Odessa đã bị mất khi mà có những trạm biến áp và tổ máy phát điện à, đã bị cháy rồi sau đó một loạt những uav của phía nga cũng lao về khu vực odessa gây rất nhiều tiếng nổ bây giờ thì vẫn còn những cái vụ cháy ở khu vực này rồi tiếp theo đó lại có đợt tấn công tên lửa nữa của phía nga một vài tên lửa tấn công vào một khu vực nào đó chưa rõ uh, uh, tổn thất và những cái vật thể cụ thể còn lại thì những vụ cháy và những vụ uh, bị phá hủy ở đường tàu rất có khả năng là do những cái đợt uh, tấn công phá hoại của cái lực lượng uh, Năm vùng, mà bây giờ Ukraine đang khoanh vùng ở cái khu vực mà 7-8 cái toa tàu của họ bị phá hủy và không ai được tiếp cận tới khu vực này. Nhìn chung là một buổi chiều tổn thất rất lớn về phía Ukraine ở Odessa. Ở vùng Sumy thì phía Nga cũng tấn công vào một cái khu vực đóng quân và theo thông tin ban đầu thì có khoảng vài chục binh lính bị loại khỏi vòng chiến đấu. À, tính từ buổi sáng ngày hôm nay, thì phía nga tấn công khá nhiều tên lửa vào vùng Kharkov, phải đến gần chục quả tên lửa, không rõ mục tiêu tấn công của họ là gì. Còn một vụ tấn công bất ngờ vào Kiev mà phòng thông Ukraine ở khu vực thủ đô không kịp cảnh báo, à, bây giờ thì họ cũng không biết rằng là cái gì đã tấn công. Sau đó thì đã có một cái vụ mất điện trên diện rộng ở Kiev, rất có khả năng thì là một vụ tấn công phá hoại nằm vùng hoặc là một cái trường hợp xảy ra là máy bay tàng hình của Nga sử dụng cái tên lửa cũng tàng hình, tấn công bí mật rồi rút đi, Ukraine không kịp phát hiện. Một vụ tấn công bằng tên lửa vào cụm đóng quân dày đặc của Ukraine ở phía tây vùng Porov của Adipka à, cũng là một cái khu vực đóng quân khổng lồ, không biết là tổn thất đến mức độ như thế nào. Nhìn chung là một buổi chiều tổn thất rất lớn về phía Ukraine nếu tính theo một ngày không diễn theo theo cái chiến dịch tập kích tên lửa theo ổ ạt của phía nga liên quan tới đợt tấn công ở biên giới của người nga có thể xảy ra trong thời gian tới thì đến chiều hôm nay phía nga lại tiếp tục tung ra những cái hình ảnh những bức tranh cổ động của những người lính nga mặc những cái trang phục rất là chuyên nghiệp và những hình ảnh tấn công xuyên qua biên giới ở đó trên vai, trên đầu và dưới chân, họ đều ghi, ghi chữ N, có nghĩa rằng là cái biểu tượng mới của cánh quân phương Bắc mà phục vụ cho việc tấn công tạo vùng đệm xuyên qua khắc cốp cũng như là Sumi hay Chechnya. Và như vậy là thêm một cái cử động nữa từ phía Nga cho chúng ta thấy rằng họ đang muốn dư luận chú ý tới việc họ chuẩn bị đánh chiếm khu vực khắc cốp Sumi Quay trở lại diễn biến chiến sự trong chiều hôm nay cũng là một trong những buổi chiều mà có thể nói là buổi chiều dữ dội nhất từ trước đến nay kể từ năm 2024. Trừ những cái ngày diễn ra những chiến dịch tích cực như là Adika. Còn chiều hôm nay có thể là một ngày Nga tấn công trên quy mô lớn và đạt được rất nhiều bước tiến quan trọng. Quý vị có thể thấy làng Novo Bakhmut đã đổi màu trong vòng vài tiếng đồng hồ. À, như vậy là kể từ khi mà Nga phát động chiến dịch tấn công vào Novo Mokita chỉ trong vòng một ngày thì nó đã đổi ngay thành 80% thành màu vàng và sau 12 tiếng thì thành màu đỏ có nghĩa rằng hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của phía Nga. Hay nói đúng hơn là từ phía Nga, quan điểm của phía Nga là họ đã giải phóng cái làng quan trọng ở cửa ngõ phía Đông Nam Ochiretine tức là cái bàn đạp cũng như làọng kìm à, và sườn phía Nam mà một thị trấn cực kỳ quan trọng Novoắckita không chỉ che chắn bảo vệ mà còn làm bàn đạp tấn công và solodove đồ đồng thời là bàn đạp tấn công để giải quyết bdc đến bây giờ thì quân của Nga đã tiến từ hai hướng vào thẳng solo uh, Nive và có thông tin cho biết rằng là họ đã chiếm được những cái ngôi nhà đầu tiên. Đấy là những thông tin tiêu cực, những thông tin tích cực hơn cho biết là họ đã chiếm được nửa làng. Thông tin tích cực nhất thì là Ukraine đã rút lui hoàn toàn khỏi Solonove. Ở đó lữ đoàn số 115 của họ đã phụ trách ở Ochire Tine mấy ngày hôm trước và bây giờ họ lại được cử phụ trách cái này và họ cũng nhanh chóng rút lui khi mà phía Nga tấn công từ hai hướng. Ở thành quan trọng nhất Ochire Tine ngay chiều hôm nay phía nga đã mở đợt tấn công lớn vào khu vực phía tây ở nhà máy đóng gạch còn lại và họ đã chiếm luôn cái nhà máy quan trọng nhất của ukraine và đẩy bật ukraine ra khỏi khu vực nhà máy cộng với các khu vực lân cận ở hướng tây ukraine chỉ còn giữ lại một vài cái dãy nhà cộng với lại cái khu vực ga ghiếc ở phía sát bên ngoài thị trấn còn ở phía bắc thì ukraine cũng rút hết toàn bộ cái khu định cư tới cái con đường ở một dãy định cư cuối cùng ở tuyến phía Bắc. Như vậy thì có thể nói rằng là phía Nga đã kiểm soát được khoảng 75% cái thị trấn này. À, hoặc là dưới 75% nhưng Ukraine thì còn kiểm soát khoảng độ 20% mà thôi. Còn lại là các cái vùng tranh chấp. Như vậy thì quý vị có thể thấy là chiến dịch quá chớp nhoáng, quá thần tốc của phía Nga. Chỉ trong thời gian 48 giờ, Nga đã làm chủ Ochiretine. Và tiếp tục mở rộng cái điểm chiếm đóng của họ ra, à, đẩy lùi Ukraine ra khỏi các khu vực trung tâm. Dường như Ukraine không còn khả năng để phản kháng ở Ochiletine. Rồi họ chiếm 100% kiểm soát và đổi màu luôn làng novo Rồi họ tấn công luôn vào Soviet, uh, Solovie không biết rằng nga có ý định tấn công để đánh chiếm thực sự hay không nhưng có vẻ là ukraine đã rời đi và nếu như nga đánh thật thì ukraine cũng không giữ được thế trận của cái làng này nó cũng rất khó để giữ khi mà toàn bộ cánh phía bắc của nga đã ập tới từ khu vực phía đây sang phía đông toàn bộ thị trấn đằng sau đã áp với lại dòng sông không còn cách nào để có thể rút nữa cho nên buộc họ phải rút sớm ra trước khi bị nga úp sọt quanh vùng kiểm soát được Ocheretine thì phía Nga có thể kiểm soát được một cái điều quan trọng như thế này để chúng tôi nói lại cùng quý vị một lần nữa nhưng mà nó quan trọng hơn rất nhiều. Đó là họ chiếm được một cái pháo đài ở cao điểm và vị trí cực kỳ chiến lược để mà có tầm nhìn và kiểm soát hoàn toàn ra khỏi một cái khu vực có chu vi rộng đến vài chục km toàn bộ khu vực Donetsk. Liên quan đến tầm nhìn, cao điểm, bắn phá, bắn pháo cũng như tổ chức những mũi tấn công cộng với việc phòng thủ công thủ đều toàn diện ở một cái cao điểm lên tới hai trăm mấy chục mét uh, liên quan tới uh, cái đất ukraine vốn rất ít những ngọn đồi và ngọn núi như vậy một lần nữa phía nga đã có một cái buổi chiều cực kỳ thành công ở hướng Ochiretine. chưa hết ở hướng này uh, tôi có thể nói rằng hôm nay nói mỏi mồm liên quan đến khu vực này cũng hơn không hết được các bước tiến của phía nga chiều ngày hôm nay thì nga đã tổ chức lần tương công lớn lên khu vực phía bắc của vị trí họ mới chiếm được ở cánh phải novo kalinove và họ đã đánh bật ukraine khỏi cái đường kết nối từ đường quốc lộ sang ochiletine và như vậy là hoàn toàn cắt cái tiếp tế của ukraine ở cái con đường quan trọng này đồng thời quân nga cũng đã tiến tới khu vực ngã tư giáp danh của đường quốc lộ đó và đẩy bật ukraine ở khu vực này ra chiếm cái pháo đài quan trọng nhất để mà tiến lên khu vực phía Bắc. Đồng thời cánh quân của họ đã điến, tiến lên phía Bắc và áp sát vào khu vực phía Đông của Ceramic, hậu phương của Novo Vikalivka. Ở khu vực phía dưới thì phía Nga cũng cải thiện vị trí tiến gần tới Novo Kalinova. Còn mũi tấn công của Nga ở hướng Đông thì tôi đoán rằng là mũi tấn công mang tính chất nghi binh. cho nên là phía Nga đã không mở được uh, tiến bộ gì về hướng phía Tây của Novo Kalinova. Một là nghi binh, thứ hai nữa ở đây toàn là dòng sông và có những cao điểm còn lại dính dáng tới cái cao điểm ở Novo ở Ochiretine cho lên Ukraine có một sức phòng thủ tốt hơn ở cái bên cánh này. Và thứ hai nữa là cái phía Nga đang tập trung ở hai gọng kìm hai bên thay vì việc là họ tấn công vào khu vực phía giữa. Như vậy thì với bước tiến này của Nga không chỉ họ mở rộng trận địa quan trọng ở hướng cánh phải của phía bắc Adipka mà họ còn uy hiếp luôn cả cái thị trấn novo đồng thời uy hiếp luôn cả cái thị trấn đằng sau. Có nghĩa là nếu như chọc một phát vào cái thị trấn đằng sau thì Ukraine mà bị toang thì họ sẽ phải bỏ của chạy lấy người luôn cả cái thành quan trọng ở đằng trước. Đồng thời là Nga củng cố một cái trận địa cực kỳ vững chắc để có thể tiến về hậu phương à, rộng lớn của Ukraine vâng cũng chưa hết chiều ngày hôm nay thì uh, phía bộ quốc phòng nga cũng tung ra thông tin là họ đã đánh chiếm vào khu vực cuối cùng của semenivka và đánh bật hoàn toàn quân ukraine khỏi khu vực này như vậy thì ở đây nó chưa chuyển màu thôi còn cơ bản là ukraine đã mất rồi uh, có chăng thì chỉ còn lại một tí ở đây và ở đây thì nó nằm giữa cái Berichi và semenivka nó cũng không biết là của cái làng nào nhưng mà rõ ràng là phía Ukraine đã mất hoàn toàn Semenivka, nó chỉ chờ cái thông tin chuyển màu. Ngoài ra chiều ngày hôm nay thì quân Nga cũng vượt qua sông, đánh thẳng vào trung tâm Berichi. Sau khi họ đã đánh chiếm được Novo Bukita, trận địa của Ukraine đã bị suy yếu trên toàn tuyến khu vực này, dẫn tới việc Nga đã nhanh chóng đánh chiếm luôn cả Semenivka và Berichi trong một buổi chiều. Bây giờ thì Ukraine chỉ còn lại một khu vực ở tít xa, khu vực ngoại ô thôi. Và như vậy nó chỉ mang tính chất là danh nghĩa thôi. Còn thực chất thì BDG đã mất rồi. Như vậy có thể nói rằng tôi chưa bao giờ thấy một ngày bình thường trên một mặt trận mà phía Nga lại có thể thành công nhiều như vậy. Thành công toàn những chỗ cực kỳ nhạy cảm mà quan trọng. Ochiretine, Novo trong đó có Novo kiểm soát trong vòng một ngày uh, sau khi tấn công. Uh, Solodive, Novo kalinova Ceramic, Bedici, Semenivka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không ạ? 7 cái hướng tấn công đều rất quan trọng, quý vị nhé Vâng, đó là mặt trận Adipka. con quay trở lại khu vực mặt trận Krasnohorivka. Sau khi sáng nay phía Nga tổ chức những đợt oanh kích dữ dội bằng bom 1.500 và pháo súng cối cỡ lớn Tulip 24 240mm vào trong trung tâm thành phố Krasnohorivka, thì chiều ngày hôm nay họ đã có những dấu hiệu tấn công lên ở nhiều hướng. Uh, ép sát vào Krasnoyarsk bằng nhiều hướng về phía bắc và phía tây. Tuy nhiên thì trong chiều hôm nay không có thay đổi trận địa ở đây. Và tôi đoán rằng là những cái kiểu tấn công như này, nó là những đợt tấn công nghi binh, bởi vì nga đã làm rất nhiều cái điều đấy rồi. Nếu quý vị biết rằng là trước đây những ngày trước nga tấn công rất ác liệt vào khu vực Heroypka và Borobodra và Nevsky. Sau đó thì họ đã tung những đợt tấn công chính và thần tốc để đánh chiếm một khoảng cực kỳ rộng lớn và quan trọng, Krasno-Ripka. Hai khu vực này đều không thay đổi gì trận địa. Còn ngày hôm nay thì họ tấn công rất dữ dội vào Krasno-Ripka từ nhiều hướng. Nhưng mà hai cái khu vực, à, cái khu vực quan trọng này thì nó không thay đổi gì. Nhưng mà cuối cùng thì thay đổi nó lại diễn ra ở khu vực này khi mà họ tấn công từ hướng bắc, hướng chính và nhiều mũi công ở hướng nam. Sau khi đó thì phía Nga đã chiếm một khoảng dài từ trên Herodipka xuống tít khu vực phía đường quốc lộ ở dưới này. làm chủ hoàn toàn cái khu vực giao ở cái khu vực thung lũng ở đây. Đồng thời cánh quân phía bắc của họ cũng tiến qua khu vực bờ sông và kết nối với khu vực phía nam. Uh, kéo tận tới khu vực này đồng thời là những cánh quân uh, đầu tiên đã thâm nhập vào cái khu vực ngay phía nam của trung tâm hirovka như vậy có thể nói rằng là đã từ rất lâu phía nga không tiến uh, được ở khu vực trung tâm chỉ tiến ở khu vực phía dưới và những ngày sau đó thì chúng ta đã không để ý ukraine đánh bật của Nga ra khỏi cái bước tiến đó nhưng mà nga đã tổ chức đợt tấn công ngày hôm nay và họ đã chiếm được từ phía trên cho đến phía dưới của herovka khả năng thị trấn này có thể bị thất thủ trong những giờ sắp tới nếu như mà phía nga tiếp tục uh, gây cái sức ép lớn với điều kiện họ tiếp tục dọa dẫm các thành phố uh, xung quanh uh, trong khi đó họ tấn công ác liệt vào cùng với lại brobibda ở khu vực phía dưới, chiều nay tuy chưa có bước tiến trên bản đồ, nhưng có thể nói với những thông tin của lữ đoàn số 79 về việc Nga tiến quân họ không thể cưỡng lại được, thì mũi tấn công đầu tiên của Nga có khả năng đã chọc thẳng vào khu vực ngoại ô của Konstantinivka ở cánh phía nam Proparoskovivka, đồng thời các cái hướng bên dưới có vẻ đã tiến một khoảng rất dài Vâng, tôi chưa xác nhận cái khoản này. Các khoản ở trên thì đã xác nhận rồi. Nhưng khoản này thì còn chờ thông tin xác nhận thêm. Nếu có thì thực sự là một cái bước tiến cực kỳ nguy hiểm với Ukraine. Ngay sau khi Nga giải phóng Novo họ đã có những bước tiến cũng rất thần tốc ở khu vực này. Và đây chính là cái ngôi nguy hiểm nhất. Ở phía trên thì Nga cũng đâu đó tiến được một khoảng rất lớn áp sát vào khu vực phía đông bắc của Paraskopivka. Và thậm chí còn hơn như thế này nữa. Nhưng mà đấy là thông tin của thông tấn xã về hè. Chúng ta sờ xem. Nhưng trong ba mũi tấn công đều được ghi nhận bởi thông tin bên lề thì kiểu gì Nga cũng có những bước tiến cụ thể mà sáng mai hoặc chiều mai chúng ta sẽ có được thông tin. Chiều ngày hôm nay thì phía Nga cũng quay trở lại bắn phá dữ dội ở cái hướng Uzozaya sau khi họ đã tiến được khá nhiều những bước tiến nhỏ ở khu vực này và có khả năng là họ sẽ tổ chức những đợt tấn công lớn trong những giờ sắp tới. Không có thông tin gì liên quan ra Zaporizhia, tuy nhiên quay lên trở lên hướng Bắc chúng ta thấy phía nga tiếp tục uh, tổ chức những đợt tấn công gây sức ép trên toàn tiến ở uh, từ hirovka bodanivka chasovya, ivaniska kikitcha andrivka kudimika và trong chiều ngày hôm nay quân check nhà họ nói rằng họ đã tấn công vào cái cụm mà ukraine mới chiếm được của họ bất ngờ trong buổi sáng ngày hôm nay và không những họ đánh bật Ukraine ra khỏi khu vực đấy mà họ còn bắt được một toán lính của Ukraine. Như vậy là Ukraine đã khá manh động khi tấn công vào lọt khe vào trận địa Ukraine và họ đã trả giá bằng việc là trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc. Các phần còn lại không diễn ra thay đổi đáng kể, tuy nhiên lần này đầu tiên phía Nga đã có những đợt công kích lớn vào cánh rừng này mà đến bây giờ thì chúng ta có thể thừa nhận là phía Nga đã không chiếm được nó mặc dù họ đã kiểm soát được Bodanivka có nghĩa rằng đây là một cái pháo đài cực kỳ quan trọng ukraine bảo vệ cái khu vực phía cánh phía đông bắc của kalinibna bây giờ thì nga đang có nỗ lực tấn công từ ba hướng và khả năng với bước tiến như thế này thì nga sẽ đánh bật được cái pháo đài này và họ sẽ giải quyết Kalinivka trong những thời gian sắp tới một cách dễ dàng hơn. Cánh quân của Nga cũng chặt từ hướng đây để cắt cái đường tiếp tế giữa Hirodivka và Kalinivka và khả năng họ cũng đang xuất kích một mũi tấn công để áp chế trận địa Ukraine ở Hirodivka để mà cái trận địa của khu vực này nó rảnh tay để xử lý cái pháo đài này. Như vậy là giao tranh ở toàn tuyến này diễn ra rất ác liệt, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nga đang chuẩn bị trận địa và cơ bản hoạt động tiêu hao để găm quân, để họ sơ muối của ukraine ở cánh phía adipka là chính, đúng không, quý vị. Chứ còn họ dọa chứ họ không có đánh tấn công ác liệt để chiếm đóng, à, mà họ kéo nguồn lực của ukraine về đây, rồi họ đập ukraine ở hướng này. Theo thông tin ban đầu thì phía nga nói rằng ở khu vực này trong chiều hôm nay họ tổn thất ukraine tổn thất rất lớn còn ở cánh phía bắc thì chỉ còn một cái mũi tấn công của phía nga tạo được một vài bước tiến nhỏ ở khu vực này còn lại là họ đang chuẩn bị nguồn lực để tấn công đợt tấn công thứ hai quay trở lại rostolivka giao tranh diễn ra ở vimka và hai bên rằng co ở khu vực bãi đá trắng bohiderivka nhìn chung là một cái chiều giao tranh rất dữ dội và rất thành công cho phía nga Vâng đây là cái phần tổng hợp chiến sự thường thì ít nhất là theo 12 giờ đồng hồ mới nhất còn nếu không thì mà nó ít diễn biến thì là trong suốt 24 giờ tôi cô đọng lại để phục vụ quý vị nói rằng là muốn có một cái bản nhanh chóng để chỉ nắm bắt những thông tin chiến sự thôi và tôi sẽ phát cái phần cô đọng này ở trên kênh Phan Sơn TV trong cái bản ngắn gọn.